Alo, xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo màn 40 đến 49 của vượt tháp thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với màn từ 50 đến 59. Màn 50. Cấm dùng khiên năng lượng đạt siêu chính xác một lần. Siêu chính xác là bắn 9 viên đấy. 9 viên gây sát thương. Chúng ta sẽ dùng siêu chính xác xem nó như thế nào. Chính xác. Nếu tôi nhớ không nhầm cái màn này. Rồi. Màn này đối với các bạn mạnh thì không nói gì, đối với các bạn yếu thì nếu mà các bạn có thương cổ thì có thể dùng thương cổ, hoặc không thì có thể dùng các vũ khí ba tia như kiểu là lửa địa ngục hoặc là lôi thần. Ở đây tôi sẽ dùng lôi thần cho các bạn yếu vì lôi thần nó có tác dụng vừa bắn vừa hồi máu được luôn. Này. Ở màn này thì cái con thuyền phó Bogu này nó sẽ búp khiên chống đạn liên tục. Chính vì thế nên là chúng ta phải tiếp cận nó và chờ đợi cơ hội để pull. Khi đấy thì mới được siêu chính xác. Rồi, cứ đến gần và phá cái khiên chống đạn dần của nó đi. Nhớ là chúng ta chỉ nên phá hai cái thôi, bởi vì nếu mà phá đủ 3 viên rồi thì nó sẽ búp một cái mới lên, chúng ta sẽ tốn công vô ích thôi. Rồi, thêm một cái nữa là cái khiên chống đạn của nó chỉ còn đỡ được một lần nữa thôi. Bây giờ nếu chúng ta pull cái này thì sẽ được bao nhiêu nhỉ? 9 tia thì phải, đúng rồi, 9 tia. 9 tia. 9 tia cái này trừ một cái này thì vẫn chưa được siêu chính xác. Tôi quên mất, tôi không mang. Thôi rồi. Chúng ta có thể đạt được siêu chính xác bằng cách bắn vào con này cũng được. Nếu các bạn muốn bắn thẳng vào con thuyền phó này thì các bạn hãy dùng thêm cái đạo cụ bắn nhanh nữa, cộng 1 nữa, cộng 1 cộng 2 thì chắc chắn các bạn sẽ được siêu chính xác thôi. À, đứng đây là ok rồi đấy. Đứng đây có đủ góc rồi. Chúng ta sẽ nạp đạn lên. Rồi bây giờ chỉ việc pull thôi. Rồi rất là đơn giản thôi. Qua màn 50 một cách nhanh chóng. Màn này thì không nhất thiết các bạn phải sử dụng một loại vũ khí nào cả các bạn. Có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí. Nếu mà vũ khí bow một tia thì các bạn sử dụng đạo cụ cộng 2x3 đạt được cái siêu chính xác ở cái con nhoi nhoi nó nhảy ở dưới. Tiếp đến là màn 51. Thuyền viên Bogu còn sống không diệt bác sĩ Bogu. Map này lại là map đam thôi. Chúng ta lại quay trở lại với cái tủ lạnh quen thuộc. Rồi đạo cụ như này là ok rồi. Sử dụng bắn nhanh để tăng sát thương lên. Bắn nhanh thì tổng sát thương sẽ tăng 30%. Còn lên đời bắn nhanh thì tổng sát thương chỉ tăng 20% thôi. Đây là cái lý do mà khi mà các bạn cần phá map thì sử dụng lên đời bắn nhanh. Còn khi muốn sát thương đối phương thì sử dụng bắn nhanh hoặc là bom tách đạn. Bom tách đạn cũng giống như bắn nhanh thôi, tăng tổng sát thương lên 30%. Chúng ta sẽ vượt nhanh ải 51 này. Nói chung là từ 50 đến 59 thì độ khó đã tương đối cao lên rồi, nhưng mà vẫn chưa phải là quá khó. Các ải từ phía trên 60 thì độ khó nó sẽ cao hơn rất là nhiều, mà chúng ta sẽ tiến nhanh đến các ải đấy thôi. Tầng này tương đối dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Chắc chắn nó phải hai tơn nữa mới giết được con này. Chúng ta cứ nạp đạn lên cho nó chắc ăn. Rồi bây giờ pull một cái thì đúng là
hai con thuyền phó và gu cũng phải nằm xuống. Đối với các bạn đam yếu thì chắc chắn là các bạn phải nạp đạn rồi. Còn đối với đam khỏe có thể có bầu là phang luôn thôi. Còn đam yếu như các bạn thấy đây, như tôi đấy, đã bị nó rút ra một đống máu rồi. Khi mà bị rút nhiều máu như này, để chắc chắn thì các bạn nên sử dụng hồi máu. Nếu mà không mang thủy thần thì các bạn phải mang thêm một cái đạo cụ và hộp máu, hộp cứu thương. Rồi, như vậy thì sẽ đảm bảo được lượng máu trên 35% và giết được con boss. Thế là ok, 51 một màn tương đối dễ dàng. Đơn giản là so về đam thôi. Và tiếp sang 52. Cấm dùng khiên năng lượng, chiến thắng trong vòng 7 lượt. Cái này là map như nào tôi chưa biết. Chúng ta thử vào xem đã. Ồ, map này cũng là thuần đam thôi. Map này tìm và đánh bại ma nữ thật. Tuy nhiên là cái này cũng không có gì, nó là tương đối thôi. Để xác định ra một con thật con giả, tốt nhất là chúng ta quất cả đôi luôn, không có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Thật thì mạnh tay, giả thì đánh nhẹ. Vâng, à đây con này đánh nhẹ hơn. Vậy thì chắc là nó là con giả rồi. Chúng ta bò lên đây, nạp đạn để chuẩn bị phang con sai. Đúng rồi, con này đánh yếu hơn. Đánh yếu hơn thì đúng như lời của nó thì chắc là nó con giả thôi. Mình thử quất con sa xem thế nào. Con sa mà là con giả nữa thì thôi. Tướng quỳ. Thực ra cái map này tương đối đơn giản, nó có 7 lượt, các bạn có thể thừa thời gian giết cả đôi luôn. Không tốn quá nhiều thời gian đâu. Chiến thắng luôn, như vậy là chính xác, đây là con thật là phía xa thôi. Map này cũng không có gì đáng nói cả. Nếu các bạn không thể nào phân biệt được thì cứ giết lần lượt cả hai con thôi. Vừa rồi là ai? 52. Bây giờ là 53. Siêu chính xác một lần. Chiến thắng 5 lượt, dùng lên đời bắn nhanh 2 lần. Đó, bài này nếu tôi nhớ không nhầm là chúng ta phải sử dụng vũ khí là thông 10 phốt. Chúng ta phải đào. Thông khẩu. Ai này là thuần đào thôi nên là không không có cần phải, nó yêu cầu dùng lên đời bắn nhanh 2 lần. Các bạn nhớ không vượt quá yêu cầu quy định. Rồi, chuẩn cơ mẹ nấu luôn. Cái này cần, vì khoảng cách nó tương đối xa, các bạn cần phải dẫn đường nữa. Lên đời bắn nhanh sử dụng 2 lần. Chúng ta sẽ sử dụng một lần để hạ thấp con boss xuống. Lượt tới khi mà các bạn có đủ pow thì có thể pow được. Đó. Bắn một phát cho nó rụng xuống. Ok, nằm lọt trong lỗ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ pow kèm với hiệu ứng dẫn đường này. Với hai đạo cụ cộng 1 cộng 2 này, các bạn sẽ có được cái đạt được cái yêu cầu siêu chính xác thôi. Rất dễ, thậm chí là không cần phải dẫn đường, tuy nhiên dẫn đường cho nó chắc ăn. Thậm chí có thể chết luôn con boss luôn. Và cái này sử dụng đúng 2 lần rồi thì vứt đi thôi, để tránh dùng thêm lần nữa. À vâng, như vậy là con boss chết luôn, vừa được siêu chính xác vừa qua ải luôn. Còn 5 lượt thôi thì dùng, nếu mà hên xui như vừa rồi thì 2 3 lượt là xong rồi. Rất, rất là đơn giản thôi. Cái ải này nó không phân biệt mạnh yếu gì cả. Nó đơn thuần là đào thôi. Đấy là ải 53. Tiếp theo là 54, siêu chính xác một lần, ném ngược một lần. À, rồi ải này là vừa đam đây, vừa đam vừa đào. Chúng ta cầm luôn đạo cụ này cũng được. Hoặc nếu các bạn thích khác thì các bạn có thể sử dụng pháo. Pháo, nhưng mà pháo thì góc bắn ngược nó hơi ít. Nếu mà sử dụng cái thông 7 phốt này thì có lẽ ngon hơn. Thôi tôi sẽ sử dụng pháo đi. Lửa địa ngục đi. Lửa địa ngục cho lượng sát thương nó lớn, đam cho nó nhanh. Sử dụng thông 7 phốt cũng được. Thông 7 phốt thì đủ độ trâu. Tuy nhiên với các bạn sát thương yếu thì
qua ải nó sẽ hơi lâu một chút. Rồi con này ok, dùng ném ngược ít nhất một lần nha, ném ngược ít nhất một lần, quay ngược lại. Rồi 3 viên là đủ. 1 2 3. Rồi vua ném đồ luôn. Bây giờ cái pâu ở khoảng cách xa như này thì vì sao cần dẫn đường. Đấy, dẫn đường để cho nó chắc ăn được cái siêu chính xác. Nếu các bạn nào cảm giác tốt mà căn được xa thì không còn phải nói làm gì. Tuy nhiên có rất nhiều bạn thì cái cảm giác nó không được tốt lắm, chúng ta sử dụng dẫn đường không có gì mất mặt cả. Được rồi, ok, siêu chính xác luôn. Rồi còn bây giờ thì chỉ có việc kết thúc con bot thôi. À đây, thừa cái này nữa. Cái này thì chắc không cần, chả cần nữa rồi. Bây giờ thì đơn giản đam thôi là nó con bot chết rồi. Ok. Khuyến cáo đối với những ải đấy thì các bạn nên sử dụng các vũ khí bao ba tia như là thông bể phốt, lôi thần hoặc là lửa địa ngục như vừa rồi. Nếu các bạn nào đam yếu mà máu cũng yếu thì các bạn nên sử dụng lôi thần, các bạn có thể vừa bắn vừa hồi máu được luôn. Đấy chính là ải 54, đúng không? Bây giờ tiếp đến là 55, ném ngược ít nhất một lần, tiêu diệt 3 gà. Ok, cái này thì chúng ta có thể sử dụng đam được. Ta sẽ sử dụng tủ lạnh đi. Tủ lạnh góc nó tương đối cao mà, nên các bạn có thể bắn ngược được. Rồi, cái này thì chắc là không cần nữa. Đây. Đây, chính xác rồi. Ở đây thì nó mới chỉ hiện lên hai con gà con thôi. Chúng ta phải chờ xem là nó hiện lên ba con gà con thì mới bắn được. Từ đầu bắn rỉa một ít máu của nó đi để có thể tí nữa có thể chip bầu kill dễ dàng hơn. Ồ, nó gần hết máu rồi. Đó là con gà này tương đối ít máu. Vậy thì chúng ta sẽ bắn bot thôi. Bây giờ ở đây chưa có vị trí nào có góc ngược cả, nên là cứ bắn bot đã. Bắn một cái rồi có không nó chết mất. Nó chưa hiện ra con gà thứ ba, chúng ta phải đợi nó hiện ra con gà con thứ ba. Để vẫn chưa có góc ngược. Ảo nha. Hiện ra con thứ ba đi, hiện ra con thứ ba để giết. Đây rồi, ôi trời, bốn con luôn. Ok, này một phát là chắc là chết rồi. Này kéo x4 luôn đấy. Qua ra kill nào, có qua ra kill không? Chiu bùm, ôi rồi qua ra luôn, thần thánh, tuyệt vời. Rồi bây giờ làm sao để bắn ngược đây? Giờ làm sao để bắn ngược đây? Chờ con này nó phá thôi, chờ con này nó phá một cái góc ngược để mình có thể bắn ngược thôi. Phải hoàn thành cái... Ôi giời, dùng hộp cứu thương một lần nữa, quên mất không mang hộp cứu thương ạ. À, thôi thế thì lại. Bắn một hồi mới nhớ ra là vẫn còn thiếu một cái đạo cụ. Quá chi là buồn cười. Đây ạ, à, hộp cứu thương. Thế thôi, không cần cái quần què nữa nhỉ. Cái này đúng rồi, cái này nạp đạn thì không cần thiết lắm. Vì chúng ta phải đợi cái con gà con nó ra, cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Không cần phải nạp đạn. À, đúng rồi, không cần nạp đạn. Rồi, con gà con này có vẻ rất dễ chết. Nếu mình bắn crit một cái là nó chết mất rồi. Hồi máu luôn. Rồi xài luôn. Cái này nó để hoàn thành nhiệm vụ thôi, chứ không có tác dụng nhiều lắm. Tất nhiên là đối với các bạn mà yếu thì nó sẽ có tác dụng đấy, nhưng mà đối với mình thì là không cần nữa. Đây rồi, có góc ngược luôn. Hay quá.
Bắn thế nào được nhỉ? Đây đây. Một, hai, ba. Rồi, được ném ngược luôn. Dùng hộp cứu thương xong rồi. Bây giờ chỉ cần diệt ba gà nữa thôi. Tốt rồi. Tình hình tương đối khả quan. Đấy, bây giờ thì chờ ba con gà nó ra nữa thôi. Trong khi chờ đợi thì chúng ta có thể rỉa máu con boss to được. Ra đi, ba con gà con ra chưa? Rồi, ra rồi, ra rồi. Qua ba kêu nào. Thế ba con này à? Còn thế nào còn sót một con ở đây. Thôi được rồi, ba con thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ chỉ việc giết nốt con boss này thôi. Thế là xong. Cái ải này nó hơi phức tạp ở chỗ là mình phải đợi đủ mấy con gà con ra để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ là tiêu diệt một lượt là ba con. Rồi bây giờ bow phát nữa là xong rồi. Đứng thật xa, bow thật khỏe. Quả này bow mid là thôi lại khóc đấy. Ôi mid thật ạ. Đúng là cái mồm. Bây giờ con này nó bắn mà thụt xuống nhá. Úi rồi xong. May quá, không đến lượt nó. Thôi đừng có mid đấy nha. Rồi, phát này chắc là trúng thôi. Nghĩ làm sao được nữa. May quá, hú vía. Ok, đây là ải bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi chả nhớ nữa. 55 hay 56 gì rồi đấy. Chúng ta cùng xem lại bao nhiêu. Ải vừa rồi là 55, bây giờ ải 56. À, ải này khoai đây. Giết 4 con bo gu máu dân thường lớn hơn 50% 60%. Cái ải này khoai đấy ạ. Khoai đấy, các bạn phải sử dụng đạn hỗ trợ thôi, chắc chắn là thế rồi. Kích nổ chắc không cần đâu, ta sử dụng đạn hỗ trợ thôi. À đúng rồi, ba cái đạn hỗ trợ đi cho chắc ăn, đứa các bạn mà yếu không đủ sát thương. Ải này là cố gắng làm sao để cách tốt nhất là tiêu diệt được hết cả ba, cả mấy con bố gu kia cả. Nhưng nếu không tiêu diệt được hết thì cũng chả sao cả. Làm sao để hỗ trợ cho con dân thường này nó bò được về đến cái đích này cũng hơi căng đấy. Rồi bây giờ chúng ta phải sử dụng đạn hỗ trợ. Bắn con bogu đằng xa để cho nó khỏi cầm chân con dân thường. Phải chết cơ. Rồi chết rồi, may quá. Thế thì con dân thường của chúng ta sẽ chạy được tiếp. Nó lại hiện một con bogu kia ra nữa rồi. Hiện con này ra thì nên làm gì đây? Hỗ trợ tiếp. Bỏ cái nạp đạn đi vì chúng ta sẽ không có thời cơ mà nạp đạn đâu. Rồi. Bây giờ có lẽ là nên tiêu diệt cái đám này. Úp nhiều vào. Tiêu diệt cái đám đông này đi ạ. Nếu không thì nó sẽ cấu chúng ta mất rất nhiều máu. Vẫn còn một lượt nữa để có thể búp được. Rồi, ok. Thực ra vừa rồi thì vì sao mình không kích bow lên bow con xa nhỉ? Thôi lỡ bắn rồi các bạn. Rồi đấy, nếu đã lỡ rồi thì thôi. Vì đã lỡ yêu em rồi, vì còn đúng một con bogu này thôi.
6 trên 7 mất rồi. Đúng còn đúng một lượt nữa thôi. Nếu turn vừa rồi mà pull nó luôn ấy thì ổn hơn. Turn này phải giết chết được nó mới thắng được S. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lại không được S rồi. Tôi quên mất đấy. Chết đi. Rồi may quá. Vừa đủ. Vừa đủ giành chiến thắng 7 lượt. Như lúc nãy các bạn tính làm sao, tính toán làm sao để cho đến lượt thứ 6 thôi. Chúng ta đam nốt con Bogu cuối cùng kia là chết. Vì tổng cộng nó chỉ có 8 con Bogu thôi. Giết được 8 con là xong. Chứ còn đợi con dân thường này bò được đến cột cờ thì đúng là sẽ không được ép đâu. Chính vì thế nên là như trong vừa rồi, tốt nhất là nên mang hai cái đạn hỗ trợ thôi. Thay vào đấy là một cái 50% nữa chẳng hạn. Hoặc là một cái cộng 1. Vừa rồi là ải 56, tiếp đến là ải 57. Siêu chính xác một lần, chiến thắng trong vòng 6 lượt. Chúng ta phải vào thử để xem ải này nó như thế nào đã. Sau đấy rồi mới ra. Ải này là ải con Dracula. Ok. Ải này là ải thuần đam thôi. Không có gì quá khó khăn. Ải này chúng ta sẽ dùng cộng 2 x3 kích nộ rồi. Chiến thắng đại bá tước. Ok. Sử dụng cộng 2x3 luôn để đạt siêu chính xác luôn. 9 viên gây sát thương là được. Siêu chính xác. Ok. Siêu chính xác rồi thì vứt cái con què này đi thôi, nó hết tác dụng rồi. Bùm, gần chết luôn. Đến giai đoạn này thì đơn thuần đọ đam thôi, các bạn cố gắng giết thật nhanh con boss này thôi chứ không có gì phải nghĩ ngợi cả. Thế rồi thêm một phát nữa là nó chết thôi. Có bầu thì chắc, chắc rồi. Ok, thế là vượt qua ải 57. Những cái ải là mà tính đam như này thì rất dễ dàng nếu mà bạn đủ sát thương. Còn nếu mà bạn quá yếu, không đủ sát thương để giết nhanh nó ấy, thì rất khó qua, hầu như không thể qua được. Bởi vì cái ải này nó không cần cái gì gọi là kỹ xảo cả. Nó chỉ cần mỗi cái là bạn đủ mạnh thôi. Ải nào cần kỹ xảo ấy thì đôi khi lại dễ qua hơn vì nó có thể qua cho tất cả mọi người. Ví dụ như là cái ải đào ấy. Đấy. Bây giờ là ải 58. Không dùng khiên năng lượng. Trong một lượt diệt hết đóng băng ba vu rồi. Ok. Ải này chúng ta sử dụng lửa địa ngục đi. Sát thương nhiều lớn. Trong một lượt diệt hết đóng băng. Ok, sử dụng đóng băng này, cái này này, nạp đạn này, rồi. Ải này là một cái phiên bản nâng cấp của cái ải gì thấp thấp, ải mười mấy ấy. Ải này chúng ta bò hẳn về một bên thôi, để đợi tất cả các con bogu nó dồn lại với nhau, sau đấy thì chúng ta sẽ đam. Rồi nó sẽ bò lại gần. Đừng chém em nhé mấy anh. Mấy anh bo gu đẹp trai. Rồi. Rồi chúng ta sẽ bắn rỉa bớt máu của những con bo gu đang còn đầy máu đi. Để đến khi mà chúng nó dồn hết vào đây rồi chúng ta chỉ cần một pâu thôi là có thể giải quyết tất cả. Ở đây nó yêu cầu trong một lượt là phải giết hết. Đây. Ok, có ba anh Bogu trụ đầu của một chỗ rồi. Ba anh sẽ bị băng. Ba anh sẽ bị khóa mõm. Còn bây giờ thì đợi thời gian thôi. Đợi thời gian các anh Bogu còn lại dồn tụ tập lại một chỗ. Sau đấy chúng ta sẽ nạp đạn lên và pâu. Phương pháp là như thế. Không có gì quá phải rườm rà phức tạp cả. Bỏ vào đi hai anh ơi. Hai anh cao su quá nhây vãi rồi. Bây giờ là các anh Bogu đã
Ở đây hết rồi. Và có cái điều đặc biệt là các anh Bogu ở đây còn bị dính hiệu ứng phá giáp nữa. Rất rất hấp dẫn. Rồi bây giờ chúng ta nạp đạn. Ok, vào hết một chỗ đi. Đúng rồi đấy. Tuyệt vời. Bây giờ thì chỉ việc phơ thôi. Pâu cho các anh Bogu lên đĩa. Xong. Một tơn diệt. Ai này tương đối đơn giản bởi vì các mấy con Bogu này nó chém mình không mất nhiều máu lắm nên là kể cả các bạn yếu vẫn có thể qua được. Các bạn chỉ cần rỉa máu sao cho nó hợp lý thôi. Đừng để con nào chết sớm hoặc đừng để con nào bị nhiều máu quá là được. Vừa rồi là ải 58, bây giờ là ải 59. Chiến thắng trong vòng 7 lượt. Ok, cái này lại là thuần đam rồi. Chúng ta lại sử dụng tủ lạnh thôi. Đây là bộ đạo cụ chuẩn khi mà dùng đam. Có nạp đạn là được. Các bạn kích pâu tơn thứ nhất và nạp đạn tơn thứ hai. Như thế là tơn thứ ba có thể giải quyết được đối phương rồi. Khi mà các bạn đam yếu thì các bạn cố gắng kéo ra khoảng cách tối đa đi. Để có thể tăng sát thương tối đa lên cho vũ khí tủ lạnh. Rồi, ôi giời ơi. Con boss này yếu quá. Ok. Bây giờ nạp đạn lên sẽ tơn tiếp theo sẽ có pâu. Và khi đấy thì một quả pâu của chúng ta sẽ tương đương với hai quả pâu. Nhưng mà bây giờ là có cái kích pâu rồi, tôi sẽ giết nó luôn thôi. Không cần phải rườm rà quá. Vì con boss này cũng tương đối ít máu. Ok, màn này là đơn giản quá. Như vậy là vừa rồi là cách vượt từ ải 50 đến 59. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Vượt các ải cao hơn.